Lọc lừa thì gặp dưa thối, các cụ ngày xưa nói không có sai. Nay Vinh gặp quả dứa chứ không phải là quả dưa. Cả một mớ dứa nhiều ở vừa trái cây như vậy mà lừa tới lừa lui tròn về gặp ngay một quả bên trong có góc bị úng. Nhưng không sao, vẫn còn ăn được. Anh chị em cao như nào có kinh nghiệm tròn dứa thì mách cho Vinh biết với nha. À, mà quả này chỗ Vinh gọi là dứa, có nơi gọi là khóm, có nơi gọi là quả thơm hay là huyền nương. Eo ôi, nhiều tên như vậy, ba miền Bắc Trung Nam khó mà phân biệt nữa, huống chi là người nước ngoài qua Việt Nam đi du lịch để họ mua ăn. Thực sự hoang mang về ngôn từ. Mà công nhận mấy quả gai gai ở ngoài vỏ như vậy nhưng mà ăn rất ngon, ngọt và tốt cho sức khỏe. Ví dụ như quả sầu riêng này, quả mít này, được mệnh danh là nữ hoàng trái cây nên mỗi ngày chị em phụ nữ nhớ thêm thực đơn ăn mỗi ngày, vì nó có tác dụng chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch, tạo ra collagen để giúp da sáng mịn hơn, tốt cho hệ tiêu hóa, trị ho, trị cảm lạnh, tăng cường sức khỏe của xương và răng miệng. Có một lưu ý nhỏ là trong thời kỳ hành kinh hoặc là đầu thai kỳ không nên ăn dứa nhé, vì dứa sẽ kích thích co bóp tử cung mạnh, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chị em. Ở chỗ anh chị gọi quả này là quả gì? Và đừng quên chia sẻ video này cho người thân và bạn bè của mình cùng biết nhé.